Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Tý. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi phong thủy vận hạn của cái tháng 10 âm lịch của năm 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi. Một trong những cái tháng có thể nói là khá là lành đối với người tuổi Tý, cả về mặt công việc cũng như là gia đạo. Dĩ nhiên là trong năm tuổi Tý thì dĩ nhiên sẽ có một tuổi Tý, có ba cái tuổi Tý, chính xác là ba tuổi Tý là phải chịu cái mạng không được tốt đẹp ở trong cái tháng Hỏa, nhất là những cái tuổi Tý mệnh Kim, đó là Hải Trung Kim. Còn lại thì những cái tuổi khác thì tốt đẹp về nhiều mặt. Hy vọng rằng là với cái tháng 10 tốt đẹp, người tuổi Tý sẽ hanh thông ở trong công việc, tài lộc cũng như gia đạo. Thì đầu tiên hết mình phải xét đến người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 với mệnh là Bích Thượng Thổ. Với cái mệnh Bích Thượng Thổ gặp tháng Ất Hợi là tháng là một tháng hỏa, như vậy là bổn mạng được tương sinh, hỏa sinh thổ. Như vậy thì bổn mạng sức khỏe không có phải là vấn đề, nhiều khi rất là tốt đẹp. Nhờ cái bổn mạng tương sinh, phúc tinh và tài tinh, vì thế được hưởng lợi rất rất là nhiều ở trong cái tử vi của năm mình. Thiên can chữ Ất thì lại hợp chữ Canh. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc báo hiệu nhiều cái tín hiệu vui vẻ, tích cực, dễ có tài lộc và những cái điều hanh thông ở trong công việc đỡ muộn phiền. Có thể nói là nhờ tương sinh về bổn mệnh nè, phúc tinh tài tinh sáng, thiên can thì là thuộc ngũ hợp, chắc chắn rằng là người tuổi Canh Tý sẽ có nhiều điều rất là tích cực ở trong cái tháng tháng Ất Hợi này, tháng 10 âm lịch của năm 2019. Về địa chi, Tý Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, cho nên có thể nói là không có gì quá buồn phiền ở trong cái tình cảm gia đạo. Như vậy đối với tháng 10, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019, thì người Canh Tý có khá là nhiều cái tích cực tốt đẹp. Có thể nói là trong lục thập hoa giáp là mình thấy là Canh Tý là thấy bộ ngon lành nhất, ổn nhất ở trong cuộc sống của cái tháng 10. Hy vọng rằng là các chị, nhất là các chị ha, các chị tháng 10 rất là hưởng được rất là nhiều lợi, các chị sẽ thu được tài lộc, có được cái cuộc sống vui vẻ vốn dĩ của mình. Thật sự là các chị ở trong cái tuổi này thì đã là những cái người gọi là nghỉ hưu rồi, không còn làm việc trong cơ quan nhà nước nữa, nhưng mà người Canh Tý thì rất là thích gọi là mua bán, rất là thích làm kinh doanh, cho nên là em nghĩ rằng với những người làm kinh doanh có cái tháng tốt như thế này thì hy vọng sẽ có tài lộc ha. Rồi tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 với mệnh Tam Đố Mộc. Thì người mệnh Mộc mà gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa, như vậy là bị sinh xuất Mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng bị suy yếu, và sức khỏe và bổn mạng bị suy yếu thì phúc tinh và tài tinh vì thế cũng yếu đi. Nó không bị mất tác dụng nhưng mà nó yếu đi thì nó cũng sẽ không tốt đẹp lắm ở trong cái cung mệnh làm việc của mình. Thiên can thì chữ Nhâm chữ Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Còn nạp âm ngũ hành của Nhâm là Thủy, Ất là Mộc, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất. Có thể nói như vậy là coi chừng hao tài, đặc biệt là với cả nam. Nữ thì nhẹ hơn nhưng mà nam thì đặc biệt là coi chừng hao tài, nhưng mà cũng nằm trong khống chế của mình chứ không đến nỗi nào là quá khó khăn. Địa chi Tý Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung hợp với nhau, như vậy thì có thể nói là gia đạo tình cảm không phải là vấn đề lớn, không có nhiều buồn phiền đâu. Như vậy đối với cái tháng 10, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019 thì người Nhâm Tý chỉ cần để ý cái bổn mạng một chút xíu, nam mạng thì cẩn thận hao tài nhưng không quá lớn lao, cũng chỉ là nhỏ thôi chứ còn không có lớn, cho nên là yên tâm ha. Rồi tiếp đến đó là người Giáp Tý với Hải Trung Kim, mệnh là Hải Trung Kim. Đây là những người mà bị tháng hỏa khắc. Người thì mệnh Kim gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa, như vậy có thể nói là hỏa khắc Kim, bổn mạng bị tháng khắc, sức khỏe không được tốt đẹp. Người Hải Trung Kim thì nói là Kim hỏa khắc Kim, nhưng mà riêng Hải Trung Kim thì rất là bị khó khắc. Lý do tại sao? Tại vì
bên ngoài cái kim này là một lớp nước, tức là kim mà nằm dưới biển làm sao mà đốt được lửa, có thể đốt được cái nước rồi mới tới cái kim đó, không thể nào đốt được. Cho nên là có thể nói bộ mạng cũng, dù là thảm họa các kim đi nữa thì bộ mạng cũng không quá xấu đâu, đừng quá lo lắng. Người giáp Tý, với lại mình nói là giáp Tý hả, chữ giáp đứng đầu thiên can, chữ Tý đứng đầu địa chi, kim là một cái vật chắc chắn mà lại nằm trong nước nữa. Kim người ta là chỉ kỵ hỏa, còn cái kim này không kỵ hỏa, không sợ hỏa nữa, thì cho nên là mạng khá lớn, khó có cái gì mà ảnh hưởng nhiều được. Chủ yếu thí dụ như cỏ thì nữa thì cũng xây xác bệnh nhẹ nhàng, chứ chưa đi được ở trong cái năm này đâu ha. Rồi thiên can thì giáp ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên công việc không có vấn đề. Người giáp Tý thì bổn mạng cái sinh ra là nắm chữ giáp rồi, nó đứng đầu thiên can, đứng đầu địa chi, cho nên là cái tính chỉ huy nó cao. Đặc biệt là với nữ mạng tính chỉ huy nó cao lắm, cho nên là đôi khi nó cũng hơi lấn át người khác ở trong gia đình, cho nên nhớ cẩn thận. Đi ra ngoài thì cái tính chỉ huy cao, cái mệnh mình có cái số chỉ huy thì mình nói lớn nó nghe thì tốt, nhưng mà trong gia đạo thì chưa chắc là người ta nghe mình đâu ha. Địa chi Tý Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm sẽ không có là vấn đề. Điều này cũng là một điều tích cực nữa đối với cái người giáp Tý. Như vậy với tháng 10 thì người giáp Tý đặc biệt cũng chỉ cẩn thận cái phần bổn mạng thôi, mà mình đã phân tích ở trên rồi. Cái bổn mạng tuy có xấu bị khắc nhưng không có phải dẫn đến nguy nan hoặc là hao tổn bổn mạng đâu, cho nên là đừng có sợ. Người tiếp theo của tuổi Tý mà mình muốn chia sẻ đó là các em giáp Bính Tý. Bính Tý sinh năm 1996 với mệnh là giãn hạ thủy hay cái khe nước nhỏ. Như vậy thì xét về trụ mạng là thủy thì sẽ khắc hỏa, bổn mạng khắc thác, sức khỏe sẽ không có được tốt đẹp cho lắm. Nhưng mà thanh niên mà ở cái giai đoạn này thì chắc là sức khỏe không có đến nỗi nào đâu. Bị tương khắc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà phúc tinh và tài tinh nó bị mất đi tác dụng, và phá và bại tinh nó dễ hoành hành. Tuy nhiên thiên can là chữ bính với chữ ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, mà bính là hỏa, nạp âm ngũ hành hỏa, ất là nạp âm ngũ hành là mộc, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương sinh. Dù cái tháng là bị tương khắc bản mệnh nhưng mà người Bính Tý cũng không quá sợ cái phần công việc bị xung khắc gì nhiều, tại vì với nạp âm ngũ hành tương sinh như này thì công việc đôi chút hanh thông và thậm hanh thông bình thường thôi, tốt hơn bình thường một tí xíu. Ví dụ bình thường 5 điểm thì này được 6 điểm và có một chút tài lộc nhỏ ha, chứ đừng có mà suy nghĩ là tháng hỏa mình mệnh thủy thủy khắc hỏa là nó sẽ sâu, nó còn xét nhiều điều nữa. Địa chi thì cũng giống như những cái tuổi Tý khác, với Tý Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc, thì chắc chắn gia đạo tình cảm sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Đặc biệt là Bính Tý nam mạng đang trong cái thời kỳ yêu đương hoặc là mới lấy vợ gì đó thì tình cảm sẽ là tốt đẹp, không có việc gì đâu, đừng có qua mà suy nghĩ lo lắng trong cái tháng này. Rồi người cuối cùng của tuổi Tý mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là người Mậu Tý. Các cháu nhỏ thì sinh năm 2008 và các bác lớn thì sinh năm 1948. Thì hai cái người này, một là lớn quá hay là nhỏ quá, sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến cái phần công việc, mà chủ yếu là sức khỏe và gia đạo. Thì với cái người mệnh hỏa gặp tháng ức hợi là tháng hỏa, cho nên là đồng hành sức khỏe và bổn mạng không có vấn đề. Cho nên là ok, mình không có phải lo lắng gì, nhất là các bác lớn tuổi đừng lo lắng tháng này nó có cái gì đến với mình. Thiên can thì mậu ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cả mậu và ất thì nạp âm ngũ hành nó không có xung khắc nhau, như vậy thì công việc cũng không có vấn đề. Nhưng mà như đã nói ở trên thì không cần xét tới công việc. Vậy thì xét với địa chi thì Tý Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung hợp nhau.
Cho nên là gia đạo tình cảm sẽ không có cái gì mà trục trặc quá lớn. Người Mậu Tý thì khổ ở cái giai đoạn trước năm 53 tuổi thôi, chứ từ sau 53 tuổi đi thì người Mậu Tý nữ mạng sẽ là rất ok. Nói chung là có được cuộc sống tương đối do nhà con cái người Mậu Tý vậy, chứ mà được nữ mạng là được con cái kính nể chăm sóc. Ít có, rất hiếm người, trừ cái người mà sinh cái quá xấu thì mới có bị cái điều không tốt về gia đạo thôi ha. Rồi, như vậy thì mình đã chia sẻ xong với mọi người về tử vi vận hạn của cái tháng 10 âm lịch của năm 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi, một tháng khá lành đối với những người tuổi Tý. Thật sự ra thì có rất là nhiều điều tích cực cho những người tuổi Tý, đặc biệt là các anh các chị tuổi Canh Tý. Hy vọng rằng các anh các chị tuổi Canh Tý ứng dụng cái thông tin mà mình đưa ra để mà có thể mà có được cái tháng 10 thành công tốt đẹp như mà tử vi nào biết. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống hoặc là kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của người thân hoặc là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.